Trong bối cảnh sắp bước vào hàng loạt các sự kiện hội nhập thì đổi mới khoa học công nghệ đang là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp và cũng là một trong những điều kiện giúp cho nền kinh tế cải thiện khả năng cạnh tranh. Trong yêu cầu này, doanh nghiệp sẽ không thể hoàn toàn tự xoay sở được nếu các cơ quan chuyên ngành cấp địa phương vẫn áp dụng cách thức tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp theo lối cũ, nhất là tư duy thiếu chủ động và chờ xin cho. Cuộc trao đổi sau đây với ông Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học Công nghệ Địa phương Bộ Khoa học Công nghệ sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, trong nhiều cuộc gặp gỡ gần đây với các cơ quan quản lý thì nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ ý định muốn đổi mới công nghệ, nhưng song song đó họ vẫn còn một số chần chừ và e dè khi quyết định triển khai nó trong thực tế. Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính của vấn đề này? Doanh nghiệp cũng thấy là cái bức xúc của vấn đề đổi mới công nghệ. Nhưng mà trong quá trình đổi mới công nghệ hiện nay thì đúng là doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Một phần nữa là nó cũng thiếu những cái thông tin liên quan một số cái cơ chế chính sách đổi mới của chúng ta mà doanh nghiệp cũng chưa nghiên cứu kỹ. Và bên cạnh đó, các cơ quan quản lý và các cơ quan mà có dịch vụ công ấy cũng chưa kết nối một cách hoàn hảo để giúp cho doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với vấn đề đổi mới công nghệ. Vậy đâu là một giải pháp cụ thể và thực tiễn cho việc doanh nghiệp đổi mới công nghệ sẽ bắt đầu từ đâu và làm gì cho nó hiệu quả? Vấn đề đổi mới công nghệ tự doanh nghiệp để mà xác định ra là mình cần phải đổi mới cái gì rất khó với doanh nghiệp. Nên kinh nghiệm của nhiều nước mà chúng ta cũng đang rất muốn là từ những chương trình đổi mới công nghệ, từ những chính sách đổi mới công nghệ thông qua hỗ trợ như Bộ Khoa học Công nghệ và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia về đổi mới công nghệ, kể cả chương trình công nghệ cao quốc gia. Thế thì những vấn đề đó mà muốn đến với doanh nghiệp thì phải có các chuyên gia, các nhà kinh tế, các nhà quản lý có kinh nghiệm, kể cả các nhà khoa học, hãy đến cùng với doanh nghiệp để mà tìm hiểu và ngồi cùng doanh nghiệp, phân tích cái thực trạng của doanh nghiệp cũng như xu thế đổi mới của khu vực, của thế giới đối với cái mặt hàng, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó thống nhất cùng với doanh nghiệp và tư vấn cho doanh nghiệp cái lộ trình đổi mới công nghệ. Và quay lại đó, tư vấn cho doanh nghiệp là những cơ chế chính sách của nhà nước nào đang trực tiếp hỗ trợ những vấn đề mà doanh nghiệp đang có nhu cầu. Trong quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thì chắc chắn phải có cần sự hỗ trợ của các sở khoa học công nghệ địa phương. Vậy thì theo mức độ đánh giá của ông thì hiện nay các sở khoa học công nghệ địa phương đã quan tâm và hỗ trợ được doanh nghiệp đến mức nào? Phải nói rằng là sở khoa học công nghệ các tỉnh thành phố trong thời gian 2-3 năm lại đây là có nhận thức rất mạnh về vấn đề là phải đổi mới công nghệ và phải lấy doanh nghiệp làm trọng tâm. Tuy nhiên mà cách thực hiện của các sở khoa học công nghệ cho hiện tại thì chưa thực sự hiệu quả. Cái điều này nó cũng có nhiều vấn đề, nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái phối hợp liên ngành giữa sở khoa học công nghệ và các sở có chức năng liên quan đến doanh nghiệp chưa có mối liên kết một cách hiệu quả. Một ý cuối cùng, ông nghĩ gì về số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ hiện nay của Việt Nam cũng như vai trò của các sở khoa học công nghệ địa phương trong việc thúc đẩy phát triển cái số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ này? So với mục tiêu đặt ra thì con số phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ vẫn là một tốc độ rất thấp. Thì cái này nó phải tiếp cận khía cạnh bản thân các cái cơ quan chức năng, cơ quan tham mưu, cơ quan chuyên môn của sở khoa học công nghệ có liên quan vấn đề này phải phát huy hơn nữa. Tức là chúng ta vẫn quen là chờ để có doanh nghiệp đến và theo các chính sách, theo hướng dẫn để đăng ký là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nhưng mà chúng ta chưa sâu sát với lại từng cái đơn vị tổ chức khoa học công nghệ mà có kết quả, có sáng kiến, sáng chế và có công nghệ để chúng ta có thể ngồi cùng các tổ chức đó và cùng hoàn thiện các cái điều kiện đầu vào để mà hỗ trợ các cái tổ chức đó hình thành nên một cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Xin cảm ơn ông.